quen. Hi, chào cả nhà, mình là Theodore đây. Xin chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến một cái thử thách mới mang tên là hít nước muối vào lỗ mũi rồi cho nó ra bằng đường miệng. Wow. Đây là một cái phương pháp được Theodore tìm ở trên mạng. Nghe nói là cái phương pháp này có thể giúp mình ngăn ngừa được virus corona, cộng thêm ngăn ngừa được bệnh viêm mũi, viêm xoang. Đây là cái cách được Bộ Y tế khuyến khích nên dùng. Thì mình thấy nó ghê ghê như thế nào á, nước mà đi đổ vào mũi là thấy sợ rồi, đổ nước muối nữa, cho nên mình cũng đã tìm hiểu. Hôm nay mình cũng thử tập thành xem cái việc đổ nước muối vào mũi nó có dễ dàng như là người ta khuyến khích hay không. Rồi, cho ta bắt đầu nha. Việc trước tiên Theodore cần chuẩn bị là 200 ml nước được pha ấm. Nước đã được pha ấm và 1 muỗng cà phê muối, muối sạch rồi. Rồi chúng ta pha lại với nhau, chúng ta đổ vào nhau. Rồi sau đấy chúng ta sẽ dùng cái hỗn hợp nước muối này, chúng ta sẽ cho vào mũi. Đây là cái tỷ lệ để pha là tốt nhất. Chúng ta không nên đổ muối mặn quá, bởi vì mặn quá thì không đậm, loãng quá thì nó lại không tác dụng. 1 muỗng cà phê muối cho 200 ml nước là tốt đẹp rồi. Thì đấy là tỷ lệ, và bà xã yêu quý của mình đã ưu ái pha luôn cho mình một tô nước luôn. Tô này là cả 1 lít nước muối pha sẵn. Ngày hôm nay mình sẽ thử bỏ 1 lít nước muối này vào trong mũi, hít nó vào đường mũi rồi cho nó ra bằng đường miệng. Hít vào mũi cho ra bằng đường miệng, xem mình có thể chịu được không nha. Không quen. Và còn một ít nước muối cuối cùng tôi sẽ khò cổ họng để cho ngăn ngừa virus corona. Không có lãng phí. Cảm thấy một cái khó khăn nào cả, rất là dễ làm các bạn ơi. Bây giờ đó, mọi người cứ về nhà làm giống như vậy. Chúng ta dùng nước muối ấm 3 phần nóng 7 phần lạnh, rồi cho một muỗng muối sạch đó nha, muối biển vào trong cái hỗn hợp nước đó, rồi chúng ta hít vào từ từ rồi cho nó ra như thế. Những cái động tác đơn giản như thế nhưng mà theo như các trang báo sức khỏe là có khả năng ngăn ngừa được bệnh viêm mũi, có khả năng ngăn ngừa được virus corona rất là hiệu quả. Các bạn cứ làm theo nhé, chúng ta sẽ cảm thấy là cái sức khỏe chúng ta sẽ cải thiện từng ngày luôn đấy. Clip chúng ta đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy hay, xin hãy bấm subscribe, share and like để cho mọi người cũng biết nha. Rồi, xin chào tạm biệt các bạn.